miền đậm đà hương vị Việt. Ủa Hello, xin chào mọi người. Mình là Miss T và mình là một streamer. Và mình đã hoạt động được 7 năm. Chắc đến năm nay là năm thứ 8 rồi. Sao là nhỏ này? DJ Mie Mystery. Mystery là ai? Bà là Mystery. Đóng cửa lại đi chị ơi. Chị đóng đẹp ơi. Đóng cửa lại. Cửa này tự động đấy. Ứng vào bậy bà cái gì vậy? Bà đã ứng tôi nói đúng rồi luôn á. Ủa? Con đi đâu đây? Xin chào, mình là Mie. Mie 30 tuổi, độc thân, nhà có 7 con chó. Lĩnh vực hoạt động của Mie là DJ. Và Mie đã hoạt động được 11 năm. Cái này là gì vậy? Đây là... Có cảm thấy mắc thở? Ê khoan cho tôi hỏi, sao hôm nay cái layout này nhạt nhòa quá vậy? Bình thường là tôi thấy chị chấn động lắm mà. Tôi nhường spotlight cho tất cả các chị khác. Là bao gồm cả tôi sao? Không có bà. Ủa? Ê tôi không cũng có là... bà. Ê tôi cũng là chị đẹp khác bà đó. Nhìn, bà như một cái thông Noel. Cái thông Noel nào mùa này? Không có quả châu, quả báu nào trên người bà hết trơn á. Bà làm cái gì? Sao? Phải, không có quả châu, quả báu trên người bà là sao? Là gì nhỉ? Là cái thoại sao rồi? Bị quýu rồi đúng không? Bị lãng rồi. Bị quýu rồi. Chị ơi em muốn đổi chị đẹp được không? Chị đẹp này bị ồn á. Đẹp này bị ồn á. Em không muốn gặp chị đẹp mà quá sức là nhiều voi nhiều thỏi. Đi đi à? Trời ơi sao lại nhỏ đi. Này cơ? Mia với Mỹ thì cũng khá là thân. Tham gia với nhau rất là nhiều chương trình, gặp rất là nhiều cho nên là khi mà đi với Mỹ Thi thì Mia cảm thấy bị chán á. Bị đi hoài mệt, quên gặp hoài, ngày nào cũng gặp hết. Thiệt hả chị? Nhưng mà cũng rất là mừng. Đôi khi 95 mà nhiều khi cũng khá là nhạy cảm thì cũng có người nhạy cảm chung, buồn chung hay là vui chung. Mấy người bạn 95 của em thì em thấy là bạn nào cũng hư hết. Chỉ có em là ngoan thôi. Nên là chắc là em sẽ được mấy chị chọn nhiều. Còn mấy bạn 95 kia hư quá Tất nhiên bây giờ em tham gia chương trình là bởi vì 29 chị đẹp còn lại. Làm sao mà các bạn có thể kiếm được một nơi đầy đủ 30 chị đẹp mà đã thế, tài năng, nói chung cái gì cũng có hết. Nên là đây giống như là một cơ hội. Ai mà nhận được lời mời em nghĩ người ta cũng sẽ đồng ý á. Nên là em nhận được lời mời đối với em cũng như trúng số vậy đó, em lấy tiền thưởng thôi. Có một cái nhãn mọi người đang gán cho mình là DJ kín đáo nhất Việt Nam. Nhưng mà Mia đang không muốn thay đổi nó. Mia đang không muốn thay đổi nó. Búp bê DJ hả? Đúng không ạ? Búp bê DJ thì chắc là trong chương trình Chị Đẹp mình sẽ bứt phá để trở thành một chiến binh. Không còn là búp bê nữa. Ủa mình có phải tuyên thệ ở đây là em tên gì, em ứng cử hay không ạ? Có. À thích nói gì nói hả? Đi. Tôi Lê Thi Ngọc. Thiệt ra là thực sự là tôi rất là muốn ứng cử đội trưởng bởi vì tôi... cũng có nhiều người rồi đó. Cái gì? Bây giờ tôi nói nha, xong đi rồi tụi mình chơi cái này hay lắm. Là một cô nhân viên giao hoa vậy. Tôi hồi hộp quá. Có gì đâu hồi hộp. Tại vì không biết chị nào cho ổng. Wow. Hello mọi người, hello mọi người ạ. Xin chào mọi người. Mọi người. Bớ cái nén ra đi, Xong đúng cái người của mình đi. Chào mọi người. Dạ, chào mọi người. Lên sân khấu đi em. À em phải lên sân khấu à? Ok, chào mọi người. Dạ, xin chào cả nhà của cha. Xin chào tất cả các chị. Em là Trương Tiểu My, thì em là DJ. Thật không thể tin được. Yeah, chắc cái đau yeah. Dạ, là em. Hello mọi người, em là Miss P. Chúng tôi muốn tên thật của bạn. Ủa tại sao? Bạn tên thật là gì? Lê Thi Ngốc. Ủa nhỉ? Làm sao vậy? Lê Thi Ngọc. Ngọc. Tôi là đại diện truyền thông của các chị ở đây. Tại vì tôi đến trước. Tại vì tôi đến đây từ lúc 3 giờ sáng rồi. Trời ơi. Tôi đã ngủ ở đây rồi. Chị bị gấp á. Chị bị gấp hả? Bị vội vàng á.
Hai em có tài năng gì không? Em đánh nhạc mà không có trà đĩa giùm tôi đi. Chị ơi, đây không phải là chương trình. Trời ơi, em không phải là chương trình diễn xuất. Ở đây ai cũng phải làm. Ai cũng làm mà, ai cũng làm. Làm cái gì? Ai biết. Dễ thương quá. Bị ép á, thôi tha đi ha mấy chị. Chị Thanh ơi, chị Thanh thì nói lời công đạo giống hồi nãy á. Chị nói với em á, với hai bé mới vừa. Chị không có cả cho người ta cần đâu. Tại vì cái bông nó đặt ở đâu á là chị phải. Cái mấy ngày sau nó sẽ như vậy luôn. Có nghĩa là có những cái hoạt động nó sẽ dính líu tới cái vị trí đặt bông của chị á. Ủa vậy hả? Cho nên là chị phải tự quyết định đặt đó. Chương trình không nhận chị hả? Không. Thiệt má. Nè, thì thấy đâu có ai để giống nhau đâu. Mọi người là để một nơi á, nên chị phải quyết định. Nhưng bé kia nó lấy, nó đặt giùm chị. Vậy nó là... quyết định giùm gì hả? Sao? Đúng. Nghe nó lại đi nói với mọi người là để hoa ở đâu, đặt hoa ở đâu là ấy ở đó kìa. Nè, đó. Thì thấy em đang bị lừa đấy, em đang bị phước lừa đúng không? Hoa đặt đâu là ngồi đó đúng không? Dạ chị, mà dạ, có thiệt vậy không chị? Không, em chào chị. Dạ nhưng mà chị đừng có nghe. Em đừng có tin ai ngoài phước. Em đừng có tin ai ngoài phước. Chị Thanh hả? Chị Thanh có người mới, chị Thanh nói thương em đúng không? Đâu, chị Thanh bây giờ thương người khác rồi cái gì? Đâu không? Được rồi, thôi. Các bạn ơi, mà chị cũng không bên được. Đầu tiên mình cũng tin á, mình cũng làm theo này kia đồ đó. Xong mình cảm thấy mình bị ngờ ngợt á, là tại sao mình phải làm theo vậy? Xong rồi Ngọc Phước nữa, hay nói mấy cái tin đồn này kia, những chiếc ghế, điện thoại đồ đó. Không ai dám ngồi mà mỏi chân quá trời rồi, không dám ngồi hiểu. Rốt cuộc rồi không ai dám ngồi dưới hết trơn kìa. Thì mình xuống đi. Không dám, tại vì họ không được ngồi dưới. Mình xuống đi. Kiểu là sao vậy? Mình hướng nội, mình không thích như vậy. Mình thích mình bình tĩnh thôi. Mình tham gia game show mình bình tĩnh thôi. Tự nhiên cười người ta. Tính ra là không có ai ngồi dưới luôn á. Một hồi cái ngồi đây hết luôn rồi nè. Ủa? Mọi người có cần em kê ghế để ở đây luôn không ạ? Mọi người kiểu bị dồn á mọi người ơi. Cái là bị dồn vô. Người ơi, đúng cái đúng mà làm hoảng sợ vậy. Bây giờ lại là dồn hết ở trên này. Nhưng mà bên đây là khu nội tâm này, em có thấy mình có nội tâm không? Dạ, em là người là em thực sự rất là trong nội tâm. Chị thấy em sôi động. Không phải em hướng nội lắm chị. Ok. Mà hồi nào cũng chơi thì ngồi đây là đúng rồi đó. Hồi nào cũng chơi. Không phải thôi chị ơi. Phải nói đội bài, sân bay đội bài á. Bay đi quanh đó chị ơi. Mày tới đội bài luôn rồi. Đội bài. Ê, nãy giờ chương trình chưa có suộc mà mình chào nhau á. Chào. Được không? Chào bạn à. Tôi là Quỳnh. Có mà, có không? Chào nha. Có chào. Có sợ. Em có chào mà. Chị bị khoáng bán mà. Dù bà không chị bị lắm la lắm lét á. What? Ở đây không phải. Ở đây đâu có bị hỏng. Ai là lén lút đâu. Chị đang nói là lập tim. Cái gì? Nói sao? Nó là mình lập team mới á chị, lập team. Ý là ở đây. Ở đây là tụi em có kế hoạch là bạn này là một trong những DJ khả năng cảm nhạc cũng như là đánh nhạc là tuyệt đối luôn. Là bây giờ chị thử hát đi, là bạn biết nốt gì liền, chị thử hát một câu đi. Ủa là đến DJ chứ vậy là không được gì em thiệt, nó kêu nhảy thiệt á. Dạ đúng rồi, chị thử hát một câu đi. Là kêu chị làm sao? Sao mình phải làm cho cái. Ý là em muốn show cho chị tài năng của bạn. Thì bạn đang có một cái lời mời. Đó là bạn kêu là đối với một người tài sắc hoàn toàn và tất cả mọi thứ tuyệt vời như chị thì bạn muốn chiêu mộ chị về tiên. Ôi trời ơi, dù không, không có. Không có, chị không có, chị bị hiểu lầm á. Chị đừng bị thao túng, chị đừng bị thao túng. Nên là bạn nãy giờ là đang ngồi nói hỏi em là để coi thử đánh giá chị ở đây để đánh giá luôn hả, được luôn hả, mình được đúng rồi. Dữ lắm. Không, có ai mặt nhìn kiểu dễ năn nỉ thì vô chị năn nỉ chứ. Chị muốn vô tim hả? Chị hả? Ai chứ chị là chị vô à? Trời ơi. Chào mừng chị. Ê, dễ cho chị thôi. Chào mừng chị. Thôi, được rồi. Đủ rồi. Thôi, đủ rồi. Canh chị quá. Đủ rồi, làm ơi. Em thấy có lẽ là mọi người đều có con bài giấu trong tay hay sao á. Hồi nãy lúc mà ngồi ở phòng hội ngộ là bọn em còn suy nghĩ coi dream team của em là gồm có ai nữa cơ. Bọn em còn chiêu dụ các chị về nhiều lắm. Em ngồi ở chỗ mát nhất xong tất cả các chị đến đó ngồi thì em bắt đầu chiêu dụ các chị về. Em thấy mấy chị cũng có vẻ thích em lắm. Lỡ em nói câu đó sao hay không ai chọn em sao ta? Cháo đổi. Đây hồi nãy là tụi bỏ em mới chơi một cái chiêu. Mọi người tới là mọi người sẽ bỏ thẻ đúng không? Đúng như em với lại My là đi chung với nhau. Nên là bọn em không cho đổi. Em bỏ. Bọn em đổi chị với nhau ơi. Dạ không, đang có một cái kế hoạch này. Trời ơi, dạ. Là gì? My nó bảo là... Không, đừng chị đừng nghe nó đang thao túng không biết tất cả. Đúng rồi, My nó bảo chị là best kiểu hát hay, nhảy đẹp. Cái gì cũng... Help me tuyệt vời hết.
Nên là My đang rất là mong muốn chị có thể giúp đỡ tụi em, giúp đỡ đàn tại em. Tại sao My lại mong muốn tụi em? Chị ơi chị. À đúng rồi, mình nói chị. Cởi tóc ra hát gì? Tại chị hát bằng tóc. Dạ chào chị. Em hâm mộ chị từ rất là lâu và em đã follow Facebook của chị từ rất là lâu rồi. Vâng ạ. Nhiều khi là hai bạn này hợp tác với nhau á. Chị ơi, hai người ta là bạn thân của nhau mà chị. Bạn thân vừa mới tham gia chương trình với nhau xong. Ôi đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Comfort mẫu đơn chiếu xa, nét hương hoàn thiện phong cách. Chị đẹp đạp gió 2024 tháng 10 này trên VTV3 và hệ thống YouTube Gia Oanh.